Trước khi bà mới tôi cũng xin trả lại câu hỏi của một vị học viên gửi vào trong cái Facebook của lớp học đó. Là vị đó hỏi rằng là đầu giờ trong câu hỏi của sư có khái niệm hành và pháp, mong sư giúp con hiểu hai khái niệm này. Thật ra cái khái niệm hành và pháp đó thì tôi đã cho ở trong các cái lớp học mà những cái bài đầu của lớp học là vị này tham dự trẻ pháp ở trong ví dụ pháp đó là chỉ cho tất cả những cái khái niệm nào mà cái tâm của chúng ta có thể biết được, có thể nhận thức được, hay nói một cách gọn lại là mọi thứ đều gọi là pháp. Và cái hành nó tức là cái pháp chân đế nào mà do duyên mà có, do được làm ra, được tạo ra, thì cái pháp đó là pháp hành. Và khi mà các vị học chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái ý nghĩa này trong bốn cái phần, trong cái phần về dục giới đó, thì vị này hiểu rằng là vị này hỏi rằng là đa số các loài vật và loài người có xu hướng tâm dục giới phải không à? Dạ đúng là như vậy. Có loài vật nào vượt thoát và lên phần sắc giới không? Thì cái phần này chúng ta sẽ học sau, là có những chúng sinh đó, nãy sư nói gì mình nói đúng, và có những chúng sinh không có khả năng đắc thiền. Mà trong đó thì cái loài bàn sinh hay loài vật thì không có khả năng chứng thiền và đạo quả. Cho nên về cái lĩnh vực sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đó, thì không thể có trong cái loài vật. Câu hỏi khác là loài thực vật có được xem là có tâm hay không, và ở địa vực ngũ dục thấp hơn không à? Thì xin trả lời vị Phật tử đó là loài thực vật như là cây cỏ thì không có tâm, không có thức tánh, cho nên không có kể vào bốn cái địa vực về dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Thì đó là cái câu hỏi mà các vị Phật tử vị Phật tử học viên nào đã hỏi. Bây giờ này chúng ta bắt đầu bài mới. Bài học vừa rồi đó thì chúng ta học về bốn cái địa vực là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Về siêu thế thì cũng xin nhắc lại, do vì đây là những cái bài học đầu tiên để cho các vị Phật tử khỏi quên. Thì đầu tiên thì chúng ta có cái khái niệm là pháp. Tất cả đều là pháp. Từ cái pháp này chúng ta có cái là cái pháp chân đế và tục đế. Tục đế này còn gọi là chế định. Rồi chế định là thi thiết, tùy theo cách dịch vân vân. Rồi ở trong cái phần chân đế này đó, thì chúng ta có hai là chân đế hữu vi và vô vi. Vô vi là chính là niết bàn. Vô vi là niết bàn. Và cái hữu vi này á thì bao gồm có tâm, tâm sở hữu sắc pháp.
Trong tâm này á, thì chúng ta chia là có bốn cái bốn có bốn cái địa vực là dục giới. Giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Và bài học ngày hôm nay á, là hữu vi này có ba: tâm sở hữu, sắc pháp. Trong tâm này nó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì khi mà chúng ta học càng lúc càng sâu như vậy đó, thì xin các vị xin các vị Phật tử chúng ta để ý giống như là cái nó giống như là cái địa chỉ như vậy. Chúng ta có cái địa chỉ, cái địa danh lớn, rồi trong cái lớn thì có nhỏ, rồi nhỏ có nhỏ hơn. Nó giống như là đầu tiên thì chúng ta nói đến cái châu lục, chẳng hạn giống như là châu Á thì bao gồm nhiều quốc gia. Rồi ở trong châu Á đó chúng ta có nước Việt Nam, rồi trong nước Việt Nam đó thì nó có tỉnh thành, và hiện tại chúng ta đang ở Sài Gòn, và ở trong Sài Gòn đó thì nó có bao nhiêu quận huyện, rồi trong cái quận huyện đó thì có bao nhiêu cái phường khóm vân vân. Thì khi mà chúng ta càng lúc càng đi sâu vào đó thì mình nhớ là xác định mình đang ở trong cái chi tiết nào. Chẳng hạn giống như là chúng ta đang nói về cái tâm dục giới. Cái tâm dục giới đó, thì chúng ta phải biết đó là từ cái nhánh đầu tiên là pháp, chia ra chân đế, rồi chân đế lẫn ra hữu vi, hữu vi rồi ra tâm, rồi đến cái dục giới. Như vậy khi mà nói đến cái dục giới này đó thì chúng ta biết rằng là đây là cái pháp chân đế hữu vi thuộc về tâm. Và khi mà chúng ta biết đó từ chân đế hữu vi, cho nên hãy nói pháp chân đế đó là pháp có cái thực tính. À, hãy mà nói đến cái chân đế thì chúng ta liên tưởng là có thực tính. Yeah. Rồi hữu vi á, là chúng ta biết đến là do duyên tạo. Như vậy thì toàn bộ cái phần tâm này á, toàn bộ cái phần tâm chúng ta học sắp tới đây đó đều là pháp chân đế, và pháp chân đế đó là pháp chân đế hữu vi. Do vậy toàn bộ 121 tâm và 52 sở hữu hợp, 52 sở hữu hay gọi là 52 đặc tính của tâm á, thì nó đều có cái có hai cái ý nghĩa. Đầu tiên ý nghĩa chân đế, thứ hai là ý nghĩa hữu vi. Và đã là hữu vi rồi đó thì nó phải bị vô thường, khổ và vô ngã. Tâm nào cũng nằm ở trong cái luật đó, bởi vì nó là cái pháp hữu vi. Khi chúng ta nói là tất cả các pháp hữu vi hay tất cả các pháp hành là vô thường, khổ và vô ngã, thì điều đó có nghĩa là tất cả tâm, tất cả sở hữu, tất cả sắc pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. Vì tâm, sở hữu và sắc pháp đều là pháp hữu vi. Vậy thì bài học hôm nay chúng ta học về cái tâm dục giới. Bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ học về tâm dục giới. Sở dĩ là ngày hôm nay tôi không có câu hỏi trắc nghiệm với các vị học viên là do vì hôm bài học trước chúng ta chỉ học về cái học sơ lược thôi, cho nên là tôi nghĩ chưa cần nghĩ có câu hỏi trắc nghiệm với các vị. Thì trước hết đó, trở lại về cái bốn cái địa vực là ở đây. Bốn cái địa vực ở đây không nói chưa, ví dụ giống như là chúng ta nói cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới,
thì nó có một cái cách gọi cũng chỉ cho cái cõi là cõi dục, cõi sắc và cái cõi vô sắc. Chúng ta thường gọi đó là tam giới hay là ba cõi. Tuy nhiên thì cái địa bức ở đây đó là chỉ đến cái về từ cái chữ avacchara, kama avacchara, kama là dục, trong chẳng hạn giống như các cảnh như là sắc, thinh, khí, vị, xúc, vân vân, thì đó là cảnh dục. Thì chữ avacchara nó tức là nó như là một cái địa hạt mà cái tâm biết cái lãnh vực đó, gọi là chữ avacchara, hay là trong kinh hay nói là cái tâm dông ruổi ở trong cái lãnh vực đó. Thì cái tâm nào mà biết ở trong cái môi trường của ngũ dục đó, thì cái tâm đó được gọi là cái tâm dục giới. Cái tâm nào biết trong cái môi trường thiền định với cái đề mục thiền định là sắc, thì cái tâm đó gọi là cái tâm sắc giới. Tương tự như vậy đối với cái vô sắc. Còn đối với siêu thế, nó là cái tâm vượt ra khỏi cái hạn của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do vậy bốn cái địa vức này á, là chúng ta chỉ hiểu là cái địa vức của tâm, và điều đó không có nghĩa là hệ là cái tâm dục giới nó là phải ở cõi dục giới, tâm sắc giới là phải ở cõi sắc giới, hay tâm vô sắc giới là phải ở cõi vô sắc giới. Không phải như vậy, mà ở trong cái cõi dục giới vẫn có tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Đấy, ví dụ giống như là một người bình thường giống như chúng ta, thì chúng ta chỉ sử dụng được cái tâm dục giới thôi. Nhưng mà nếu một người nào tu thiền định chứng các tầng thiền hiệp thế, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì vị đó có thêm cái tâm sắc giới. Rồi nếu mà vị nào tiến xa hơn nữa đó, chứng được cái thiền vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng thì phi tưởng xứ, thì vị đó có thêm cái tâm sắc vô sắc giới. Và những vị nào tu tuệ quán, tức là tu thiền minh sát hay là tu tứ niệm xứ, thì đó chứng quả tam quả và tứ quả. Thì vị đó có thêm cái tâm vô, cái tâm siêu thế. Như vậy thì một người ở cái cõi dục giới đó, thì người đó cũng có đủ bốn cái loại tâm: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. À, ngược lại thì chư các cái vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới đó, thì các vị cũng có sử dụng cái tâm dục giới, cũng sử dụng cái tâm sắc giới và cũng sử dụng tâm vô sắc giới và siêu thế. Cho nên bốn cái địa vức mà chúng ta vừa học bài hôm trước là chỉ cho cái phần tâm này thôi, tức là cái đối tượng bốn cái lãnh địa, bốn cái địa vức mà cái tâm có thể biết, chứ không phải là phân theo cõi. Trở lại cái bài học ngày hôm nay, chúng ta học về cái tâm dục giới á, thì cái tâm dục giới gồm có, theo cái ví dụ pháp thì gồm có ba, tâm dục giới gồm có ba, là thứ nhất là tâm bất thiện, thứ hai đó là tâm vô nhân. Thứ ba tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo. Tâm dục giới đó thì có phân theo cái chương trình học của cái chương trình học thông thường á, thì chúng ta tạm phân có ba loại như vậy. Chứ thật ra nói về cái phân loại thì chúng ta có nhiều cách lắm.
À, nhưng mà cái chương trình học của chúng ta thì cái tâm dục giới chúng ta phân ra ba loại, là cái tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Và cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta học về cái tâm dục giới mà thuộc về cái tâm bất thiện. À, bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái tâm này thôi, cái phần này thôi. Thì trong cái tâm bất thiện này đó, vậy thì các vị bị ghi xong phần này thì chúng ta phần học học tiếp bữa nay, là chúng ta cái bài học ngày hôm nay là chúng ta chỉ học cái tâm bất thiện thôi. Cái tâm bất thiện, và cái tâm bất thiện này nó là dễ nhớ, rất là dễ nhớ, là tại vì chúng ta đã quen thuộc gọi gồm có ba, là tham, sân và si. Tôi nghĩ các vị học viên ở đây ai cũng nhớ cái này. Tâm bất thiện thì gồm có ba là tham, sân và si. Tuy nhiên đó thì cái tâm tham á, nó có nhiều sắc thái khác nhau. Lấy ví dụ giống như là nói về cái lòng tham á, nói về cái sở thích á, thì có người thích cái này, có người thích cái kia, có người á, thì thích là ăn ngon, có người thích mặc đẹp, vân vân. Cho nên là cái lòng tham á, nó nếu mà nói đầy đủ á, là có vô số. Tuy nhiên nói khái quát theo vi diệu pháp á, dựa theo ba cái điều kiện riêng biệt của cái tâm tham, tức là cái điều kiện đặc trưng của tâm tham, cho nên vi diệu pháp đó là chia cái tâm tham này ra, nó là chia cái tâm tham này ra, nó là ba cái khía cạnh. Đó là trong cái tâm bất thiện, tôi xin lặp lại nha, trong cái tâm bất thiện này đó thì chúng ta nhớ có cái ba cái tâm chính, đó là tham, sân và si. Và cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta chỉ học cái phần tâm tham này thôi. Là đây tâm tham. Và ở trong vi diệu pháp đó là tâm tham đó là phân theo ba cái khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là khía cạnh cảm thọ. Cái khía cạnh thứ hai là kiến. Và cái khía cạnh thứ ba là cái động lực. Như hôm trước tôi có nhắc sơ qua rồi, trong ví dụ pháp có đề cập đến năm cái cảm thọ: cái cảm thọ hỷ, cái cảm thọ ưu, cái cảm thọ hỷ tức là cái sự vui thích hân hoan, cái cảm thọ ưu là cái sự buồn bực khó chịu, cảm thọ xả tức là không vui không buồn trung hòa, và hai cái cảm thọ kế sau thuộc về thân thức nhưng mà vẫn là kể là tâm, bởi do tâm nhận biết. Đó là cái cảm thọ lạc và cảm thọ khổ. Thì khi mà tâm mà phân theo cảm thọ đó là bởi tâm tham đó, là cái sự dính mắc ưa thích cái đối tượng. Do vậy cái sự ưa thích đó nó không thể có cái thọ ưu, tức là cái sự buồn bực, mà nó chỉ có hai thôi, tức là hỷ và xả. Hỷ và xả. Còn kiến ở đây đó là nói gọn của chữ kiến Bali là Ditthi. Ditthi là kiến nha. Ditthi. Nhưng mà kiến ở đây á là chính là cái kiến này có hai. Kiến có hai là Mitcha Ditthi. Hay gọi là tà kiến.
Cái thứ hai là Sama. Samadhi là chánh kiến. Tuy vậy ở trong cái trường hợp này, do vì cái kiến này được đề cập đến ở trong cái tâm bất thiện, do vậy chỉ nói chữ kiến là đương nhiên là hiểu là mithya là tà kiến, chứ không có thể nào là chánh kiến, vì chánh kiến không có trong cái tâm bất thiện. Do vậy chữ Pali đó chỉ có biết chữ đích thiết là đủ, chứ không cần phải có chữ mithya là tà trong đây. Ví dụ như trong tiếng Việt Nam mình, chúng ta nói rằng là một người đó họ làm việc có tâm, hay người đó là người có lòng, có tâm hay là có tấm lòng, thì cái tâm đó là chúng ta nói gọn lại của chữ tâm tốt, mà người đó là có lòng thì ở đây cũng 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 nói tắt, nói gọn của cái là cái lòng tốt. Chứ còn nếu mà người có cái tâm xấu thì ai nói ở đây? Thì cũng vậy, chữ kiến ở trong trường hợp này, sở dĩ mà chỉ nói đến kiến mà không có thêm chữ mitra là tà trong đây đó, là bởi vì cái kiến mà ở trong cái tâm bất thiện ấy, hẳn nhiên là tà kiến, do vậy không cần phải nói đến cái chữ mitra hay samma, tức là tà hay là chánh. Còn cái thứ ba đó là cái thứ ba là cái gọi là cái động lực. Động lực là khi mà một cái tâm này sanh lên á, là nó có cái động lực tác động hay không. Tức là ví dụ giống như là một người làm một việc gì đó, hay là một người thích thú cái việc gì đó, thì cái sự thích thú nó đôi khi nó có một nó có không cần cái động lực thúc đẩy, mà có đôi khi nó là cần phải có cái động lực tác động. Ví dụ giống như là có những cái thứ mà chúng ta nhìn chúng ta không thích, rồi nhiều người họ đã giải thích về cái hay của nó, rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta thích, thì cái đó là có cái động lực tác động. Còn có những cái cảnh, những cái đối tượng đó, khi mà chúng ta gặp nó lập tức nó là cái tâm sinh khởi liền, nó không cần phải có một cái sự tác động nào. Và cái sự tác động đó nó có hai, tức là cái sự tác động từ bên ngoài, hoặc là cái sự tác động tự ở trong cái tâm của mỗi người. Có đôi khi chúng ta lưỡng lự do dự là do vì mình còn suy nghĩ nhiều cái lý do khác, cái đó là cái bên trong tự tâm của mình. Và có đôi khi là cái sự tác động đó là từ ở bên ngoài. Thì trở lại đó, tâm tham trong vi diệu pháp đó được phân tích theo ba phương diện: cảm thọ, tri kiến và cái động lực. Thì các vị cái vị Phật tử chúng ta nhìn trên cái bảng nêu vi diệu pháp, thì ở trên cái biểu đồ vi diệu pháp này đó, thì chúng ta thấy nó có ba dòng đầu tiên. Cái dòng này là tham, dòng hai này là sân, và dòng thứ ba này là si. Cả ba cái này á là cái phần bất thiện, phần bất thiện. Và bài học ngày hôm nay nó là chúng ta học chỉ cái dòng đầu tiên này thôi. Bài học ngày đầu tiên chúng ta học cái dòng đầu tiên này, tức là tám cái vòng tròn, bốn màu đỏ và bốn màu xanh. Thì chúng ta ngày Hòa Thượng Định Sự đó là ngày ngày làm cái biểu đồ vi diệu pháp này đó, ngày chia màu để cho mình học mình dễ nhớ. Thì các vị nhớ cái quy ước của ngày Định Sự đó là màu đỏ đó là chỉ cho cái tâm hỷ, cái tâm có thọ hỷ, có cảm giác vui thích, có cảm giác thích thú hân hoan. Còn màu xanh đó là chỉ cho cái cảm giác bình thản, không có thái quá, không có vui mừng, mà nó cũng không có cũng không có khó chịu, tức là không có hỷ và không có ưu, một cái trạng thái trung bình như vậy gọi là xả. Thì chúng ta nhìn ở trên cái bản đồ vi diệu pháp này đó, thì chúng ta thấy rằng là trước hết đó, tâm đó được phân ra có hai là hỷ và xả.
Dạ, trước hết là tâm tham á, được phân làm hai, tham tham là chia ra có hai là hỷ và xả, rồi ở trong cái hỷ này đó là chia ra có hai là hợp tà và ly tà. Hợp tà tức là có tà kiến và ly tà tức là không có cái tà kiến. Rồi cái xả này á thì cũng có hai là hợp tà và ly tà. Rồi mỗi cái hợp tà này nè là nó có vô trợ và hữu trợ, tức là có cái động lực tác động và không có động lực tác động. Ly tà này á thì cũng có hai là vô trợ và hữu trợ. Ly tà. Rồi cái tâm tham mà thọ xả và hợp tà đó nó cũng có hai, tức là vô trợ và hữu trợ. Và ly tà này cũng có hai là vô trợ và hữu trợ. Như vậy tuy rằng á, là tới các tám tâm tham nhưng mà chúng ta rất là dễ nhớ, là bởi vì trước hết là cái tâm tham nó chia ra có hai là hỷ và xả, và trong hỷ á, chia ra có hai là hợp tà và ly tà, và mỗi cái hợp tà và ly tà thì có vô trợ và hữu trợ. Thì như vậy chúng ta có cái tâm tham đầu tiên là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà mà vô trợ, đây là số 1. Rồi cái tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ mà hợp tà nhưng mà hữu trợ, là tâm thứ hai. Cái tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà mà vô trợ, thì đó là cái tâm thứ ba. Tâm thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, là tâm thứ tư. Tương tự đối với thọ xả là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ là thứ thứ năm. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ là thứ sáu. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ là thứ bảy. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ là thứ tám. Như vậy thì tám tâm tham này đó, nhưng mà chia ra làm tám chúng ta thấy rắc rối, thấy nó nhiều, con số nó nhiều nhưng mà thật ra là dễ nhớ. Tôi nghĩ rằng các vị Phật tử ở đây đó, chúng ta bây giờ chúng ta có thể nhớ được. Những Phật tử nào mà đang chưa có thể mở cái webcam thì và nhìn ở trên màn hình của tôi chứ không phải cuốn xuống sách nha. Tôi mời các vị đã đọc lại tám cái tâm tham này. Cố gắng làm sao chúng ta nhớ, chúng ta không phải nhìn sách, bởi vì cái này nó dễ. Ngày xưa các ngài lớn khi mà học và sở dĩ mà chúng tôi không có đưa cái bản cái biểu đồ ví dụ pháp mà có chú thích đó, là bởi vì có chú thích đó, chúng ta ỷ lại chúng ta không có thuộc. Rồi do vậy đó, chúng ta nhìn lên cái bản đồ ví dụ pháp này đó, là không có chú thích, mình tập là mình nhớ. Nhưng mà thật ra thì nó rất là dễ nhớ, tôi lặp lại nè. Cái tâm tham đó mình chia ra có hai cái, đó thọ hỷ hoặc thọ xả. Thì đầu tiên đó, là mình có cái tâm tham thọ hỷ, thì trong cái thọ hỷ nó chia có hai rồi, hợp tà với ly tà, tức là có tà kiến và không có tà kiến. Rồi cái thứ trong cái tà cái hợp tà đó thì chia ra có hai, tức là có cái tác động và không có cái tác động, là vô trợ và hữu trợ. Như vậy là cái tâm tham đầu tiên là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, rồi tâm tham thọ hỷ ly tà hợp tà hữu trợ. Ừ. Rồi cái tâm tham thứ hai đó là tâm tham thọ hỷ
tâm tham thọ hỷ, và tới cái cặp thứ hai là ly tà, và rồi vô trợ tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, rồi tới bắt đầu thọ xả, bốn tâm thọ xả. Bốn tâm á, thì trong đó có hai tâm hợp tà và hai tâm ly tà. À, các vị nhớ vậy nghe. Bốn tâm thọ hỷ đó thì có hai tâm hợp tà, hai tâm ly tà. Rồi mỗi cái tâm hợp tà như vậy đó thì nó có hữu trợ, nó có vô trợ. Không có khó nhớ. Ừ. Bây giờ cái bài học ngày hôm nay, mấy bữa mà tôi giảng bài mà tôi lo tôi giảng không, bây giờ tôi không có giảng nữa mà tôi nhờ các vị phải học thuộc lòng. Bởi vì rất là tôi lặp lại nghe. Tâm tham thì chia ra có hai, thọ hỷ và thọ xả. Ừ. Mà cái thọ hỷ đó, thì nó có cái hợp tà, có cái ly tà. Trong mỗi cái hợp tà và ly tà đó có vô trợ và hữu trợ. Như vậy thì dễ nhớ. Ở đây thì tôi chỉ có thấy ba hai vị Phật tử, có mấy vị Phật tử có mở webcam nhưng không có trước máy. Để coi có bao nhiêu người mở các webcam. Có vị nào trước máy thì tôi mời các vị thôi, tại vì đôi khi chúng ta học mà không có không khi trong gia đình không có tiện thì chúng ta không mời các vị. Bây giờ trước hết đó thì cô Phúc Mỹ Trung với cô Hoan Hỷ, khi mà tôi mời vị học viên nào đó thì cô Hoan Hỷ cô anh nêu cái microphone của vị đó giùm tôi. Dạ được. Ở đây tôi thấy hai vị học viên mà ở trong nhóm Phật tử Asuka Hà Nội Tam Hiệp đó là Loan Liễu Thâm Anh Đi nè. Mời hai vị Phật tử này là hai vị này rất là có tâm đạo và cũng là những người rất là lần đầu học với diệu pháp. Hôm nay tất nhiên là có nhiều vị học với diệu pháp rồi, nhưng mà tôi muốn mời hai vị này lần đầu học với diệu pháp đọc thử rồi tôi nghe tám cái tâm thao này. Chúng ta đọc như vậy nó để chúng ta thấy là thấy 121 âm thật ra nó rất là dễ nhớ chứ không phải là khó nhớ, cho nên nghĩ là 121 âm nó nhiều quá mình nhớ không hết nha. Rồi xin mời cô, xin mời hai anh chị Loan Liễu Thâm Anh đi. Hai người đọc hết rồi chứ không phải ông chồng đọc rồi bà xã không phải đọc luôn nữa. Tu là mình tu riêng chứ không có tu giùm ai hết. Rồi xin mời hai vị. Nhưng mấy cùng các vị không được rõ lắm. Suy nghĩ một người đọc mấy cùng các vị không có rõ lắm. Anh được đọc lại ạ. Dạ. Tên là tham thọ vị hợp tài vô trợ. Ông tham vị hợp tài vĩ lệ. Ông tham thọ vị tài vô trợ. Ông tham thọ vị tài vĩ lệ. Âm tham thọ xả vượt tào vô trợ. Âm tham thọ xả vượt tào hữu trợ. Âm tham thọ xả ly tào vô trợ. Âm tham thọ xả ly tào hữu trợ. Dạ sa thú. Các vị thấy nhiều pháp rất là dễ nhớ. Tại vì là tư dạy nó dễ nhớ. Dạ vì pháp thật ra là dễ nhớ. Bây giờ xin mời đến Phật tử nào mà trước cái sư thấy cái tâm mà nó đẹp là xin mời Phật tử Tử Tranh Tranh Đá Nguyệt nè. Tranh Đá Nguyệt. Dạ. Dạ con thưa sư, con đọc ạ. Tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả thọ hỷ, còn bốn cái này thọ hỷ.
Tâm tham thọ hỷ ly tà hỷ vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ, tốt quá các vị. Các vị thuộc rồi đó. À, các vị. Ở đây thật ra thì cũng có một số vị đã học Phật, đã học Diệu Pháp rồi. Thì tôi muốn là để dành cho mấy cái tâm này để mà cho các vị Phật tử nào mà mới có lần đầu học Diệu Pháp. À, khi nào các vị nào mà đọc rồi đó thì chúng ta tắt cái mic, giúp giúp sư dùng nha, để nó không có ồn trong đó. Thưa con xin đọc ạ. Các vị tự nguyện nha. Dạ. Tâm tham có hai tâm là tâm thọ hỷ và tâm thọ xả. Tâm thọ hỷ hợp tà ly trợ. Tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ xả. Phải đọc bốn cái hỷ trước. Bốn cái hỷ trước. Hai cái hỷ đầu tiên là hợp tà, hai cái hỷ sau là ly tà. Tâm tham thọ hỷ hợp hợp tà vô trợ và tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả. Tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ và tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà ly trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ và tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hợp tà ly tà vô trợ. Yeah. Thọ xả ly tà hữu trợ. Yeah. Yeah, rồi thì cảm ơn các vị. Là do vì ở cái lớp chương trình của chúng ta là nó không có thời gian nhiều, cho nên là mời ba vị thử. Các cái ngày sau thì các vị lưu ý là chúng tôi cũng muốn cho các vị Phật tử nhớ bài, cho nên là nhớ bài á, cho nên cũng mời các vị đọc nha. Hôm nay tôi nhớ mấy gương mặt này, mai tôi mời những gương mặt mới. Như vậy giờ chúng ta đi sâu vô trong bài học nè. Sở dĩ mà gọi là cái tâm tham thọ hỷ á, là bởi vì khi nghe cái cảm giác khi mà chúng ta dính mắc cái đối tượng nào đó, thì hai cái cảm giác đó là một cái cảm giác thích thú hân hoan, và cái cảm giác thứ hai nữa là cái cảm giác bình thản, cũng thích nhưng mà nó không có thái quá, nó bình thản thôi. Do vậy đó thì nói về cái tâm tham về cái phương diện cảm thọ hay là cảm giác đó, thì có hai là thọ hỷ và thọ xả. Và cái trong cái bởi vì cái tâm tham nó thuộc về cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện đó nó có đôi khi là nó có cái tà kiến, cái thấy sai trong đó, và có đôi khi là nó không có cái tà kiến. Có tà kiến hay không có tà kiến như thế nào? Chẳng hạn giống như là chúng ta làm một cái việc bất thiện nào đó như là sát sanh. Có những người thích câu cá vân vân. Chúng tôi lấy ví dụ là câu cá. Và trong khi mà họ câu cá như vậy đó là cái việc bất thiện. Và khi mà họ câu được con cá đó là họ thích thú, là thọ hỷ.
và họ cho rằng là cái việc câu cá đó, đó là nó không có tội, gọi là tà kiến. Và khi mà họ thấy con cá đó thì lập tức là họ thích thú, họ không cần có, họ không có do dự, họ không có cần ai tác động, họ gặp là họ thích liền. Như vậy là không gọi là vô trợ. Gọi là vô trợ. Thì một cái ví dụ, cái đó là tạm ví dụ cho gọi là cái tâm tham thọ hỷ, thì họ thích thú. Họ hân hoan, họ vui. Chúng ta nói theo cái từ thông thường là họ vui. Họ dính mắt, họ thích thú cái đối tượng đó và họ vui thích khi họ được gọi là cái tâm tham thọ hỷ. Và cái việc làm bất thiện đó họ lại cho rằng đó là cái việc bình thường, nó không phải là cái việc ác. Bởi vì có những người họ lập luận như thế này, là họ lập luận rằng là cái con vật trời sinh ra để nó làm cái thức ăn cho con người, cho nên mình ăn nó là cái việc tự nhiên. Nhưng mà ở trong đạo của mình, trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì nó vẫn là một chúng sinh, nó vẫn có cái sinh mệnh giống như là con người, nhưng mà chẳng qua đó là cái chúng sinh mà do vì cái ác nghiệp của họ trong đời quá khứ, cho nên chúng sinh đó phải sinh ra ở trong cái cảnh giới cầm thú, và họ mang cái thân tứ đại theo cái chủng loại của họ, của nó thôi, chứ không phải là nó không có tính tính, nó vẫn là một chúng sinh. Cho nên mình cướp đoạt cái mạng sống của chúng sinh khác đó là bạn phải bị trả cái ác nghiệp. Nhưng mà do vì có dân gian mình đó, thì đôi khi mình coi rằng là mình suy nghĩ đơn giản là trời sinh ra cho nó là mình ăn người, mình ăn nó tội. Thì như vậy đó gọi là có cái tà kiến, gọi là hợp tà. Là một cái ví dụ khác, nó khi mà các vị hiểu cái chữ hợp tà và ly tà, rồi hữu trợ và vô trợ, thì chúng tôi chỉ đơn cử một vài thứ thôi, còn lại thì các vị tự hiểu. Ví dụ giống như ở trong quyển sách Bí Diệu Pháp Nhập Môn của Ngài Giác Chánh, Ngài có nói đến trường hợp có một người á, khi họ đến chùa, họ thấy cái tượng Phật bằng vàng, họ khởi lên cái lòng tham. Họ khởi lên cái lòng tham, mà do vì cái tượng Phật đó bằng vàng rất là đẹp, cho nên lập tức nó là họ thích thú, họ vui thích nó đó, thì gọi là cái tâm tham thọ hỷ. Nhưng mà do vì á, họ cũng biết rằng là mình ăn cắp á, là nó mang tội, cho nên là nó không có tà kiến. Nó không có tà kiến, biết là trộm cắp là mang ác nghiệp, mà nhất là đó là cái tượng Phật nữa, tượng Phật ở trong chùa, họ biết như vậy. Nhưng mà do vì cái tượng Phật nó có bằng vàng, nó có một giá trị quá lớn, cho nên nó là họ không có cưỡng lại được, cho nên là nhiều lần họ do dự, họ nghĩ là mình lấy thì nó mang tội, nhưng mà tượng Phật thì nó đẹp quá, nó quý quá, rồi cuối cùng họ cũng lấy. Như vậy đó là cái tâm tham thọ hỷ, ly tà và hữu trợ. Ly tà ở đây là họ không có tà kiến, họ biết rằng là việc đó là việc có tội, nhưng mà do vì họ ham quá rồi họ phải biết có tội nhưng cũng lấy. Không có tà kiến, không có chấp sai, nhưng mà do vì ham quá rồi cũng làm. Nó cũng đơn giản giống như là có nhiều người họ hút thuốc lá, họ cũng biết là nó bệnh chứ không phải không bệnh, nhưng mà do bị nghiện quá thì nghiện bệnh thì ở đâu chừng nào là tới không biết, nhưng mà bây giờ thì cũng hút. Giờ như vậy thì không phải là họ không biết tác hại của thuốc. Cho nên đừng bao giờ thấy mấy người hút thuốc lá mình đưa mấy cái tài liệu về tác hại của thuốc, họ thậm chí họ biết hơn là cái người mà không hút nữa, tại họ biết là cái tật của họ vậy, cho nên họ phải đọc kỹ chứ mà không biết. Họ đi tà chứ họ không phải hợp tà. Nhưng mà dẫn qua là không có kiềm chế được cái sở thích của mình. Rồi trong khi mà do vì mình biết rằng đó là cái việc có tội, cho nên mình làm nó là mình cũng hay rụt rè, chứ mình không phải là mình hấp tấp vội vàng, bởi vì mình cũng suy xét, rồi cũng cân đo, rồi suy nghĩ tới luôn, mà cuối cùng thì không kiềm chế được nên mới quyết định là lấy. Thì đây là một cái ví dụ là cái tâm tham thọ hỷ, mà ly tà hữu trợ. Và tương tự các cái tâm còn lại thì các vị Phật tử chúng ta hiểu được hai cái chữ. Thứ nhất là mình phải hiểu ba phương diện. Phương diện đầu tiên là cái phương diện cảm thọ hay là cảm giác.
cái tâm tham đó nó thuộc về hỷ hay xả. Rồi cái thứ hai là chúng ta xem nó trong cái trường hợp đó là nó có tà kiến hay là không có tà kiến. Rồi thứ ba nó là nó có cái động lực tác động hay là không có động lực. Cái động lực nó có hai, tức là cái động lực từ ở bên ngoài tác động vào hay là do vì tự tâm của mình lưỡng lự, mình do dự. Còn mà nói mình phân cái lòng tham ra đó, thì nó có vô số. Và ví dụ như là đơn giản chúng ta nói gì là người thích thời trang thôi, nhưng mà trong thời trang đó thì có người thích cái hiệu này, có người thích cái hiệu kia, như vậy nó cũng là cái sai biệt của cái lòng tham, cái sự khác biệt của lòng tham, mà cái đó thì nó là vô số, không có tính được. Còn ở đây mình đưa ra những chúng ta học ví dụ pháp là đề cập đến là bốn cái tám cái loại tâm dựa theo ba cái yếu tố để phân biệt thành bốn cái loại, tám cái loại tâm tiêu biểu của cái tâm tham. Còn cái tâm khác đó thì nó cũng các cái loại tâm tham nào đó thì nó cũng nằm ở trong bốn cái loại tiêu biểu này. Thì trước hết đó là chúng ta học về cái cảm thọ, cái nguyên nhân mà sanh cái cảm thọ hỷ hay xả, cái nhân sanh của nó. Thì trở lại chúng ta đang học về cái tâm tham. Tâm tham nó thuộc về cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện nó đang thuộc về cái địa vức dục giới. Cái địa vức dục giới này nó thuộc về cái pháp hữu, nó là cái pháp chân đế hữu vi. Thì chúng ta đi lại, vì là cái pháp chân đế cho nên cái tâm tham này nó có thực tính. Vì là cái pháp hữu vi cho nên nó do nhân mà nó có, do duyên mà tạo ra, chứ không phải là nó là cái pháp vô nhân vô duyên. Do vậy đó, từng cái cảm thọ một đó, thì chúng ta cũng tìm, chúng ta học đến cái nhân sanh của cái cảm thọ đó. Thì trong luận đó, mới nói rằng là sở dĩ đó, mà khi mà cũng là cái lòng tham đó, nhưng mà tại sao mà có trường hợp mà thọ hỷ, tại sao có trường hợp xả? Thì cái nguyên nhân đầu tiên để chúng tôi viết bài dùm các vị dễ nhớ luôn. Rồi tôi cũng có đọc những cái tin nhắn các vị Phật tử nó, trong khi viết bài đó, khi tôi xóa quá nhanh các vị không có kịp viết. Hôm nay tôi viết xong tôi để cái thời gian để cho các vị ghi bài. Là chúng ta ghi cái nhân sanh hỷ thọ. Cái nhân đầu tiên á là chúng ta gặp cái đối tượng hay là cảnh. Ở bên vi pháp thường thường hay xài chữ cảnh, còn ở bên ngoài chúng ta hay gọi là cái đối tượng. Cảnh ở đây không phải là chỉ có cảnh sắc, cảnh vật, mà nó là chỉ chung cho cái cảnh của ngũ dục, tức là cái sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, vân vân đều gọi là cảnh hết. Đối tượng cũng vậy, chứ không phải là chỉ cái cảnh thuộc về sắc, chứ không phải là chỉ cảnh sắc thôi. Cảnh là nói chung đối tượng của năm căn, gọi là ngũ trần đó. Trước hết nó là cái cảnh thích ý. Cái thứ hai nó là cái tâm tái tục, tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh đó, sau này chúng ta sẽ học, nhưng mà liên quan nó đi một chút, cho nên tôi phải nói là cái tâm tục sinh hay gọi là cái tâm bắt đầu một đời sống của một chúng sinh. Ví dụ giống như là một chúng sinh sinh ra cái cõi người, thì cái tâm đầu tiên khởi đầu cho cái kiếp sống đó gọi là cái tâm tục sinh. Hay là một chúng sinh sanh vào trong cái cảnh giới bàn sinh, thì cái tâm khởi đầu cho cái cảnh giới bằng sinh như là loài chó, loài mèo vân vân, thì cái tâm đó gọi là cái tâm tục sinh. Và khi mà một chúng sinh tái sinh á, thì cái tâm khởi đầu cho kiếp sống đó, cái tâm khởi đầu nha, cái tâm khởi đầu cho kiếp sống đó thì gọi là cái tâm tục sinh. Ok,
khởi đầu gọi là tâm tục sinh. Và cũng thứ tâm này, chứ không phải là một tâm nha, cũng cái thứ tâm tương tự như vậy, mà ở giữa trong đời sống á, ở giữa, khoảng giữa gọi là cái tâm bình nhật, cái thời đời bình nhật của chúng ta đó, bình nhật gọi là tâm hữu phần. Các vị cũng khỏi thắc mắc hữu phần là gì, tại sao là chúng ta sẽ học phần này còn bây giờ không có mẹ không để học. Và tâm tử là lúc lúc chết. Thì ba cái tâm, cái thời điểm này, tục sinh, hữu phần và tử, nó cùng một cái loại tâm. Và cái tâm này á, thì nó cũng nó luôn, nó chỉ có một trong hai cảm thọ, đó là hỷ và xả. Thì cái tâm tục sinh á, chúng sinh á, mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ á, thì chúng sinh nó dễ dàng có khởi lên cái hỷ thọ. Còn chúng sinh nào mà tục sinh bằng cái tâm thọ xả á, thì cái tâm của chúng sinh nó thường thường nó là có cái khuynh hướng là xả. Ví dụ giống như là chúng ta hay thấy có một số người là cái gương mặt của họ đó rất là dễ nở nụ cười, chứ không nhất thiết là có cái chuyện gì đáng cười, nhưng mà cái tại vì họ, cái tâm của họ tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, cái chuyện gì cũng cười hết á. Kêu làm ly cà phê cũng cười, mà kêu mà rửa ly cà phê cũng cười, kêu đừng uống cũng cười, gương mặt lúc nào cũng ăn rạng rỡ như vậy. Còn có một số người á, thì họ ít có nở nụ cười. Là do vì mỗi khi mà tục sinh cái tâm nào á, thì hầu hết trong cái đời sống bình nhật của họ, thì họ luôn, họ hay có cái tâm trạng đó. Thì nói về cái nhân sanh mà cái tâm hỷ hay tâm xả đó, là nếu một chúng sinh nào mà tục sinh với cái tâm thọ hỷ, thì chúng sinh đó, đó khi mà họ khởi lên cái tâm tham á, thì họ dễ dàng có cái tâm hỷ hơn là người tục sinh bằng cái tâm xả. Dễ hơn, chứ không phải là một người tục sinh bằng cái tâm hỷ luôn luôn là có tâm tham thọ hỷ thôi nha. Họ cũng có cả hai loại tâm là hỷ và xả, nhưng mà cái hỷ nó dễ có hơn là xả. Ngược lại đó, người tục sinh bằng tâm xả đó thì cũng cả hai, cũng có đủ tám cái loại tâm tham này, nhưng mà thường xuyên là cái tâm xả. Tương tự như vậy, nếu mà họ làm thiện thì một người tục sinh bằng cái tâm thiện thọ, cái tâm thọ hỷ đó, thì họ dễ lên khỏi cái tâm thiện thọ hỷ. Mà nếu một người tục sinh bằng cái tâm thọ xả đó, thì cái tâm thiện của họ đó thường thường có khuynh hướng là xả. Do vậy đó, là cái tâm tham này nói về cái phương diện mà cảm thọ đó, thì có nói về cái phương diện cảm thọ thì nó xin lỗi, nói về cái nhân sanh cảm thọ đó, thì thứ nhất là gặp một cái cảnh mà mình thích thú, cái cảnh mà mình rất thích đó, thì nhiều khi gặp cái nó lập tức mà mình khởi lên cái sự hân hoan là hỷ thọ. Cái trường hợp thứ hai là do vì người đó bằng cái tâm tái tục bằng cái tâm thọ hỷ, cho nên đôi khi cái chuyện bình thường không có gì hết đó, nhưng mà họ cũng mà cũng dễ lên cái khởi lên cái hỷ. Và cái thứ ba đó là cái này là các cái bộ kinh nói thêm, đó là một cái tâm giản dị. Tâm giản dị giống như cái tâm hồn trẻ thơ, là giống như là đứa bé nó chơi, là nó đứa bé mới lớn 1-2 tuổi như vậy đó, đôi khi cha mẹ kêu cái gì nó cười, chứ mình không biết là nó, tại vì cái tâm hồn nó giản dị, giờ nó không có suy nghĩ sâu sắc, nên trước mắt nó có cái gì màu xanh màu đỏ như vậy cũng làm cho nó thích thuốc, do cái tâm nó giản dị. Chứ còn người lớn của mình mà suốt ngày bắt mình chơi mấy cái đồ chơi đó là mình không cười nổi, tại vì cái mình đã suy nghĩ nhiều hơn rồi. Còn như mà với cái tâm hồn trẻ thơ thì nó phải dễ cười như vậy. Cái nguyên nhân thứ ba, nhưng mà cũng kể là cái nguyên nhân phụ thôi, hai cái chính là do vì có cái đối tượng hay là cảnh thích thú. Rồi cái nhân thứ hai là do vì người đó có tục sinh bằng cái tâm hỷ thọ hay là xả thọ.
Dạ thưa sư. Dạ. Sư sám hối vì đã cắt lời sư. Dạ có một vị Phật tử hỏi là tục sinh hỷ hay xả, cái tâm nào tốt hơn ạ? Đó là câu hỏi của Phật tử Tâm Nguyễn ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. À, dạ không có nói cái tâm nào tốt hơn tâm nào, mà nó là cái khuynh hướng cảm giác của chúng sinh, cái tốt hơn hay là cái xấu, cái khác biệt á, là ở cái tâm hợp trí hay là ly trí. Nhưng mà đó là cái phần sau này. À, khi chúng ta học về cái tâm thiện á, thì chúng ta mới học kỹ về cái phần đó. Nó khác biệt bằng cái tâm khi tâm tục sinh, nó bằng cái tâm đại quả hay là ly trí, thì đó là cái khác biệt lớn. Còn là cái tâm hỷ tài xã, nó là tùy theo cái khuynh hướng chúng sinh. Rồi, chứ không có nói là hỷ nó cao hơn xã hay xã cao hơn hỷ. Rồi chúng ta học là tâm tham thọ hỷ. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ hai, nó là cái yếu tố là cái nhân sanh cái tà kiến. Cái nguyên nhân sanh tà kiến, cái nhân sanh tà kiến đó là, nó để viết bài cho các vị vậy nhé. Ba cái nhân sanh tà kiến mà thường nói nhân sanh tà kiến thì nó nhiều lắm, nhưng mà nói tiêu biểu thì có ba. Đầu tiên là cái không khéo tác ý, ở trong chữ Pali gọi là những ayoniso manasika đó, tức là mình gọi theo cái ngôn ngữ thường là không khéo suy nghĩ, hay có cách hay nói cách khác là do vì cái tư duy tà bại, mà do vì mình không có khéo suy nghĩ, mình không có nhìn một cái vấn đề một cách toàn diện, mình nhìn một chiều phiến diện, và do vậy nó có những cái suy nghĩ lệch lạc với thực tế. Cái nhân thứ hai đó là mình không có thân cận bậc hiền trí, tức là không có thân cận những người mà họ có khả năng hiểu biết cái vấn đề đó. Ví dụ giống như là nói về bệnh lý, thì đôi khi mình không có thân cận với những người hiểu về cái y học. Do vậy đó, đôi khi những cái loại thuốc này, thuốc kia mình uống, mình theo dân gian, người này đồn thì người kia, người này bài thì người kia làm. Và có những người đó là do vì họ không có hiểu y học, mà họ tin vào những cái việc này, việc kia vân vân, mà có những cái bài thuốc mà nó phản khoa học. Còn nếu do mình có những cái thuốc mà mình uống rất là nguy hiểm, đó là do vì mình không có thân cận được người có hiểu biết về vấn đề đó, như là y bác sĩ.
Và nói về vấn đề tu tập chẳng hạn, giống như mình không gặp được mình không có gặp được chánh pháp mà mình đi tu theo những cái môn phái mà giống như là mê tín dị đoan vân vân, thì do mình thân cận như vậy đó là mình cũng có cái suy nghĩ nó cũng sanh cái tà kiến. Hồi nhỏ tôi nhớ không biết ở đâu á mà nó có một cái suy nghĩ là nếu mà mình nếu mình ăn các cái con vật á, mà mình ăn cái con nào á, mà nó không có máu á, thì nó không có tội. Và hồi dưới tôi ở dưới quê đó, nó cũng có một cái luồng suy nghĩ như vậy. Và tức là cái con nào con vật nào nó không có máu á, thì nó không có tội. Và thì do vì mình ở gần những người mà họ có cái suy nghĩ như vậy, là người này họ tác động người kia đó, khi vậy mình tin như vậy là mình thân cận. Ở trong kinh gọi là những người ác kiến, tức là những người mà có những cái tri kiến sái quấy đó, thì đôi khi mình ở gần họ đó là mình cũng bị ảnh hưởng, mình tin như vậy. Thì cái nguyên nhân sinh tà kiến thì lại là có những cái nguyên nhân, ba cái nguyên nhân đó. Một cái nguyên nhân đầu tiên đó là do tự thân mình, còn hai nguyên nhân còn lại đó là do cái ngoại cảnh bên ngoài. Thứ nhất là mình không có gặp được bậc hiền trí, và thứ hai đó là mình thân cận với người ác kiến. Là người ác kiến. Còn cái nhân sanh mà cái vô trợ hay là cái hữu trợ đó thì không có, không cần nhắc ở đây, là bởi vì cái đó là cái yếu tố không có quan trọng. Không có quan trọng cái vô trợ và hữu trợ, nó không phải là cái đặc tính của cái tâm tham. Nó chỉ là cái động lực tác động thôi, chứ không phải là đặc tính của tâm tham, cho nên chúng ta cũng không cần phải nhắc ở đây. Nhưng mà các vị nhớ rằng là cái tâm tham đó, tâm tham mà chúng ta đang học đó, nó là cái pháp chân đế. Tâm tham là cái pháp chân đế, mà đã là chân đế đó thì nó có cái thực tính, nó có cái bản chất riêng của nó. Bất cứ một cái pháp nào gọi là cái pháp chân đế thì cái pháp đó đều có thực tính. Và do vậy đó, khi mà tất cả những cái đặc tính của tâm mà chúng ta sẽ học đó, là chúng ta đều phải học về cái thực tính của, hay là cái đặc tính của cái pháp đó, là bởi vì đó là cái pháp chân đế. Thì ngày hôm nay chắc do vì không có cái thời gian cho câu hỏi, tôi phải dành thêm 30 phút nữa đi hết về cái tâm tham này cho đầy đủ. Thì trước hết là các vị ghi bài trước đi, ghi bài trước rồi ghi xong rồi tôi sẽ giảng mấy phần. Rồi chúng ta tìm hiểu về bốn cái ý nghĩa thực tính của cái tham. Nhớ là cái bài học chúng ta sau này á, khi mà nói đến cái thực tính đó, là chúng ta luôn luôn được phân theo cái bốn cái ý nghĩa này. Cái thứ nhất đó là cái đặc tính của cái tâm đó, của cái pháp đó là gì. Cái thứ hai là cái nhiệm vụ theo cái cách mà ngài định sự ngài dịch thôi, chứ có người có khi người ta dịch là giữ phận sự nữa nha. Cái nhiệm vụ này có còn cách dịch khác gọi là cái phận sự, để cho các vị khi đọc sách nào đó các vị thấy nhiệm vụ hay là cái phận sự. Và nó còn có cái phận sự hay là cái tính năng nữa, nó tùy theo người dịch thôi. Rồi cái thứ hai nó là gọi là cái biểu hiện, mà trong nhiều sách nó gọi là cái nhân thành tựu. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nhân thành tựu các vị Phật tử khó hiểu, các vị học viên ở đây khó hiểu, cho nên tôi dùng cái chữ biểu hiện như cách dịch của một số vị. Và cái nhân sanh, cái điều kiện để cho cái tâm hay là cái sắc và cái sở hữu đó có mặt, thì nói về cái tâm tham đó
là cái đặc tính của nó là nó dính mắc với cảnh, và được ví dụ rằng giống như là cái đặc tính của cái keo á, của keo nhựa đó, thì luôn luôn là cái đặc tính của nó là nó dính. Và ở trong các cái bộ sách hay ví dụ giống như là cái bẫy bằng cái nhựa cây, ngày xưa người ta hay dùng cái nhựa cây để người ta bẫy thú, giống như bây giờ hình như là người ta có loại giống như là cái keo mà cái keo dính chuột đó, thì người ta dùng cái đặc tính của cái keo, tức là nó dính. Cái đặc tính của keo là nó dính, thì cái đặc tính của tham đó, thì giống như cái keo, đặc tính của keo dán như vậy, là đặc tính của nó là dính. Rồi cái nhiệm vụ của nó làm cho hai kỳ vật đó, là khắn vào nhau. Thì cái nhiệm vụ của cái tâm tham đó, là nó làm cho tâm và cảnh nó dính vào nhau. Còn cái biểu hiện của nó, hay còn gọi là cái thành tựu, hay còn gọi là cái kết quả của nó, là tâm đã bị dính vào cảnh. Ví dụ giống như là cái bẫy, tôi mượn cái ví dụ trong kinh là cái bẫy thú bằng nhựa, thì cái đặc tính của cái nhựa cây, nhựa gỗ đó là nó, đặc tính của nó là dính. Và cái nhiệm vụ của cái nhựa đó, cái việc là cái phận sự của cái nhựa đó, hay là cái công việc của cái nhựa đó, nó là nó làm sao là cái con thú nó dính vào cái bẫy. Còn cái kết quả hay là cái sự biểu hiện hay là cái sự thành tựu là con thú nó là bị mắc bẫy. Và cái thứ tư, cái nhân sanh của cái tâm tham á, tức là nó gặp cái cảnh mà ưa thích, nó cũng giống như là cái bẫy mồi mà nó gặp được cái đối tượng con thú ăn cái mồi đó. Thì thành ra khi mà các vị đọc cái bốn cái ý nghĩa này á, chúng ta thấy nó gần gần giống nhau. Ví dụ như dính mắc cảnh hay là làm cho tâm dính mắc cảnh, nhưng mà chúng ta phải mượn cái ví dụ về cái bẫy nhựa để chúng ta hiểu rõ hơn. Cái đặc tính á, chính là cái tính chất dính của nhựa. Rồi cái nhiệm vụ hay là cái công việc á, là làm sao á, là khắn hai cái vật với nhau lại. Và cái thứ ba gọi là cái biểu hiện bát tha nói, hay là cái sự thành tựu á, là cái kết quả hai cái vật đó nó đã dính vào nhau. Và cái nhân sanh á, là do vì cái tâm tham nó đã tìm đúng cái đối tượng mà cái tâm tham ưa thích. Thì cũng giống như là cái bẫy nhựa, cái nhiệm vụ là làm sao con thú nó dính vào trong cái bẫy, và cái kết quả là con thú đã mắc vào bẫy. Và cái nguyên nhân mà sở dĩ mà người ta làm ra cái bẫy nhựa đó là bởi vì người ta cần tìm những cái con mồi nó ăn cái mồi ở trên bẫy đó. Đó là bốn cái ý nghĩa thực tính của cái tâm tham. Còn tiếp theo thì các vị viết tiếp về cái, các vị chờ tôi viết. Các vị ghi bài nha. Rồi các vị chịu ghi vào cái bốn cái ý nghĩa thực tính của cái bốn ý nghĩa thực tính của tà kiến. Bốn ý nghĩa thực tính của tà kiến đó là nói về cái đặc tính của tà kiến đó, đặc tính nó là lệch lạc, tức là nó không có đúng với chân lý. Và cái công việc, cái nhiệm vụ hay là cái tính năng của tà kiến đó, là nó khiến cho cái tâm mình đó, là thấy sai, không có đúng sự thật. Còn cái kết quả hay là cái biểu hiện đó, tức là cái sự cố chấp vào cái điều lầm lạc. Và cái nhân sanh của nó giống như là chúng ta vừa học khi nãy, nó là cái có ba cái nhân, tức là không khéo tư duy hay là không khéo tác ý, được không thân cận vật hiện trí và
thân gần ghẻ tà kiến. Thì từ đây về sau tất cả những cái tâm hay là sở hữu tâm mà chúng ta học á, là chúng ta học theo bốn cái ý nghĩa thực tính pháp này. Và do vì cái pháp mà nó có thực tính, có bốn ý nghĩa, có những cái thực tính như thế này, cho nên gọi đó là cái pháp chân đế, tức là nó có cái bản, có cái thực tính riêng. Tôi lặp lại, đó là cái đặc tính của cái đặc tính của cái tà kiến á, nó giống như là cái tấm gương mình soi mặt á, cái tấm gương nó bị nứt, cho nên cái tấm gương nó, cái tấm gương nó mỗi cái hình ảnh đưa vào á, nó không có thẳng nữa mà nó lạch lạc hết. Và giống như là gương mặt của chúng ta mà soi cái tấm gương bị nứt á, thì những cái gương mặt của chúng ta là nó không có đều nữa mà nó lạch. Và cái tác động từ cái việc cái tấm gương nứt, cho nên cái vật nào mà nó sôi rồi đó là nó đều bị lệch hết chứ nó không có nguyên vẹn. Và cái biểu hiện của nó, kết quả của nó là cái hình là khi chúng cái bóng mà chúng ta sôi vào trong cái gương đó là cái bóng đó là nó bị lệch. Và cái nguyên nhân của cái tấm gương nó bị lệch đó, thì nó cũng giống như là cái nguyên nhân mà cái sanh lên cái nhân mà làm cho cái tà kiến sanh đó, thì chúng ta vừa nói khi nãy. Thì tạm thời đó, ở trong khi nào các vị Phật tử chúng ta học ở, chúng ta có điều kiện mà chúng ta tham khảo nhiều sách đó, hay là do nhiều vị giảng sư đó, thì mỗi vị đưa ra một cái thí dụ gần gũi để chúng ta dễ hiểu. Còn ở trong cái lớp học này thì chúng ta chỉ đưa một vài cái thí dụ tiêu biểu vậy để cho các vị dễ hiểu. Và ở trong cái trong bài học này á, thì chúng ta còn có cái hai tâm sân và hai tâm si. Nhưng mà tôi nghĩ là một ngày á, mà các vị phải nhớ cả 12 tâm thì sợ nó hơi nặng đầu, còn hai bốn tâm còn lại đó, thì chúng ta để cho cái giờ sau. Hơn nữa cái thời gian rộng rãi đó, thì có thể có nhiều cái ví dụ rõ ràng hơn để cho các vị dễ hiểu. Nhưng mà trở lại bài học là ngày hôm nay đó, là chúng tôi chỉ cố gắng mong các vị làm sao chúng ta nhớ được cái tám cái thông thông này, để nhớ thì nó dễ thôi. Giống như chúng ta cứ phân, chúng ta cứ nhớ là cái tâm tham có cái hỷ cái xả là mình đã nhớ được hai rồi. Rồi trong cái hỷ đó là mình cứ chia ra làm hai nữa, làm hai tức là hợp tà và ly tà, là chúng ta rồi cộng cái hỷ cái xả là bốn cái. Rồi mỗi cái mà hợp tà ly tà chúng ta nhân với hai vô trợ là chúng ta ra tám tâm tham. Thật ra học vi diệu pháp á, các vị thấy rằng là các cái con số đầy dễ như vậy á, nhưng mà rất là dễ nhớ chứ không phải là khó. Bởi vì nó khó là ai mà nhớ được 121 tâm á, chúng ta học nhớ đó, nó không có khó khăn gì hết. Cái quan trọng là cái ý nghĩa. Quan trọng là ý nghĩa chứ nhớ không có khó. Như bây giờ là các vị nhớ được 8 tâm rồi, còn 40 tâm, còn các cái tâm sắc giới, vô sắc giới, rồi cái tâm siêu thế còn dễ nhớ nữa. Nó là phức tạp, nó là phức tạp ở cái tâm dục giới. Và xin lặp lại là bắt đầu từ y về sau đó, là chúng ta quanh quẩn ở trong cái gọi là cái pháp hữu vi. Chúng ta từ đây về sau bài học chúng ta là chúng ta quanh quẩn ở trong cái pháp hữu vi, bởi vì cái pháp vô vi là cái pháp niết bàn, không dễ để mà chúng ta, không có dễ để chúng ta có thể thấu đáo giống như các vị thánh nhân. Và đã vậy đó, mình là người phàm phu nữa, cho nên là cái tâm siêu thế đó là mình học theo kinh điển thôi, chứ còn mà chúng ta cũng không có đầu sâu quá nhiều, bởi vì không dễ dàng để mà chúng ta hiểu được cái tâm thánh nhân. Rồi tương tự các cái tâm sắc giới và vô sắc giới là những cái tâm của người chứng thiền, thì chúng ta cũng học theo phân tích của kinh điển. Còn lại cái mà mình dùng nhiều nhất đó là 12 cái tâm bất thiện này, và ngày hôm nay là chúng ta tìm hiểu về cái tám cái tâm tham. Hôm nay chúng ta học về cái tám cái tâm tham, rồi mai ngày mốt bữa kia chi đó
là còn lại bốn tâm là hai tâm sân và hai tâm si. Chỉ có 12 tâm này thôi là mình dùng nhất, dùng nhiều nhất trong suốt cái cuộc đời sống, suốt cái dòng luân hồi. Còn càng còn cái tâm khác thì rất là ít. Và đặc biệt là có 40 tâm siêu thế là chúng ta suốt trong dòng sinh tử luân hồi chưa bao giờ được dùng lần nào. Thì trở lại là bây giờ chúng ta nhớ là chúng ta luôn luôn ở trong cái thế giới hữu vi. Thế giới hữu vi đó là nó gồm đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và là cái đó là cái tính đặc tính phổ quát. Còn sở dĩ gọi là cái pháp hữu vi đó, sở dĩ mà nó bị ba cái tâm tướng chi phối là vô thường, khổ và vô ngã, là do vì cái pháp này nó do duyên làm ra, do điều kiện mà ra. Hoặc khi cái duyên, cái điều kiện đó, nó không còn thì nó không còn. Nó giống như là mình không có khả năng mình làm ra tiền, mình sống là phải người khác nuôi, mà người đó không còn nữa thì dĩ nhiên là mình không còn tiền, mình phải đói. Tại vì nó do người khác cho chứ không phải do tự có. Thì cái hữu vi cũng vậy, cái gì mà nó do duyên tác động mà có thì cái duyên nó không còn, thì tất nhiên nó không còn. Cái duyên nó vô thường thì nó phải là vô thường. Mà cái vô thường thì mới có khổ, mà nó có vô thường khổ cho nên gọi là vô ngã. Thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây và chúc tất cả các vị được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, cũng còn 10 phút á, các vị Phật tử nào có câu hỏi thì các vị cứ hỏi. Dạ dạ, mời vị Phật tử Minh Ngạn hay Phật tử nào đó. Dạ thưa sư, có Phật tử Minh Ngạn hỏi một câu hỏi như sau. Dạ thưa sư, xin phép cho con hỏi, sao ở chỗ nhân sanh cảm thọ của tâm tham cảnh lại chỉ có 5 căn thôi ạ? Dạ con xin xuống mic. Dạ không, nhiều lắm chứ. Cái nhân sanh cảm thọ của tâm tham á, thì đâu phải chỉ có 5 căn. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì nó là 5. Nó còn cái thứ 6 là cái ý căn chứ. Dạ phải có 6 chứ không có chỉ có, không có chỉ 5. Dạ. À dạ có lẽ hồi nãy giờ tôi nói cái vấn đề gì đó các vị hiểu không? Nói đi. Thưa sư, có bạn muốn hỏi gặp trực tiếp sư. Tham má nói đi, tham má. À, sao không hiểu, sao không có nghe rõ được không? Sư không nghe được. Nhưng mà nếu ở trong gia đình nó cùng một lúc thôi, sư biết đó, cùng một lúc đó, dùng nhiều cái máy đó, thì nó bị không nghe được nha. À, phải tắt bớt, phải tắt bớt máy, dùng một máy khi đó cũng gần quá thì máy nghe không được. Dạ. Dạ cô nói đi. Con muốn hỏi là nếu như mà một người mà mình lên cái tâm thích thú trong cái việc học pháp và hành pháp ấy, thì cái đó có gọi lên là cái tâm tham không? Và thế nếu như mình mà kể lên một cái tâm thì nó là cái tâm tham đó có phải là cái tâm tham bất thiện không? Bởi vì là tất cả các tâm tham đều là tâm bất thiện đúng không? À, sau này chúng ta sẽ học đến cái này thôi. Làm nó có cái nói về cái ước muốn á, cái ước muốn hay gọi là cái dục á,
thì nó có ba, là cái tham dục, là cái ước muốn do tham. Còn cái tác dục á, là cái muốn mà không có bị tham chi phối. Chẳng hạn giống như là khi chúng ta muốn viết thì chúng ta cầm cái cây viết, chúng ta muốn làm, chúng ta muốn đọc sách, chúng ta muốn làm việc vân vân, thì cái muốn đó chỉ là tác dục, chỉ mà cái muốn mà không có cái tham. Rồi còn cái sự ưa thích ở trong Phật pháp á, cái ưa thích trong cái thiện pháp gọi là cái pháp dục, thì cái đó nó thuộc về thiện chứ nó không phải là tham. Cho nên không phải là cái muốn nào cũng là tham hết, mà cái muốn hay là cái dục nó có ba, là cái tham dục, tác dục và pháp dục. Thì trong ba cái loại muốn này nó thì chỉ có cái tham dục mới là tham thôi, còn cái tác dục và cái pháp dục thì không phải. Tại do vì cái mic của gia đình nó sư không có nghe rõ nha, cố gắng lắm không biết có hồi trả lời đúng câu hỏi không, quá nhỏ hồi nãy các vị đọc thì nghe cũng không rõ. Thì suy nghĩ là nhiều khi ở trong cái phòng, nhiều lúc mình dùng hai cái máy thì đôi khi nó cũng bị cái âm thanh nó khó nghe, thì mình phải mute bớt hết, chỉ chừa một cái thì phải nghe được. Thì hy vọng thì có thể hỏi nghe được cái câu hỏi, hiểu đúng cái câu hỏi của cô chứ nghe không có rõ. Là nếu các vị Phật tử nào mà muốn ở trong lớp học mà các vị cần hỏi thì có thể cố gắng chuẩn bị thử cái microphone trước để trong lớp học các vị có thể trực tiếp các vị hỏi. Dạ, ở đây có Phật tử. Dạ thưa sư, là Phật tử Giã Quỳ Nguyên Giang hỏi ạ. Thưa sư, tâm tục sinh chỉ xuất hiện một lần và tâm tử cũng vậy phải không ạ? Còn lại gọi là tâm bình nhật phải không ạ? Là câu hỏi của Phật tử Giã Quỳ Nguyên Giang ạ. Dạ chính xác như vậy. Cái tâm tục sinh á, chỉ có một sắc na tâm thôi. Và cái tâm tử cũng một sắc na tâm thôi. Tức là bắt đầu khi một sắc na đầu tiên của đời sống của chúng sinh đó, nó gọi là cái tâm tục sinh. Và cái sắc na thứ hai trở đi cho đến cái sắc na cận tử, kế cái tâm tử thì gọi là cái tâm bình nhật. Và cái sắc na cuối cùng chấm dứt đời sống gọi là tâm tử. Do vậy cái tâm tục sinh và tâm tử chỉ là cái sắc na đầu và sắc na cuối. Dạ thưa sư, Phật tử Giã Quỳ Nguyên Giang lại hỏi thêm, và tâm tục sinh này có phải chỗ hành duyên thức ở trong vòng 12 nhân duyên không ạ? Dạ phải, có một phần, nó tùy theo cách phân theo cái thức đến trong 12 nhân duyên, nhưng mà trong đó là có cái tâm tục sinh là cái phần chính trong đó. Cái phần đó sau này chúng ta giúp được cái chuyện ta có một cái lớp chuyên học về cái 12 duyên đó, thì trong đó có mắc sức là hành duyên thức. Thì trong thức đó là có một cái phân loại thì kể các cái tâm tục sinh. Dạ thưa sư, Loan Liễu Thâm Ma có thêm một câu hỏi. Dạ con thưa sư, việc làm bất thiện mà ly tà thì quả khác tâm hợp tà nhiều không ạ? Dạ, đó là câu hỏi. Khác nhiều, rất là nhiều. Chẳng ở đây thôi, kể rồi các vị anh câu hỏi của Phật tử tập trung cho các vị. Là các vị đọc cái đoạn số 9 á. Đối với người có tà kiến này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến. Thân hành tức là những cái hành động qua thân. Phàm mọi khẩu hành, phàm mọi ý hành, tức là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó,
và mọi thân hành, mọi khẩu hành, mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào và phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến không an lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh đau khổ. Vì có sao? Vì tánh ác của kiến. Này các tỷ kheo, ví như này các tỷ kheo, hột giống cây niêm bá hay hột giống cây cô sa tắc ký, tức là một cái loại dây leo, hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất nước. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì có sao? Vì tánh ác của hạt giống này các tỷ kheo. Thật ra trong các cái đặc tính của bất thiện, trong đó nguy hiểm nhất là tà kiến. Và ở đây đúng là nó có cái chi tiết mà do vì cái bài học cái lớp đại cương các tôi sợ nói nhiều quá các vị không có nhớ, cho nên đôi khi chúng ta nói là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ đi, đó là cái cách mình nói gọn. Chứ đúng ra nói một cách đầy đủ là tâm tham câu hữu hỷ tương ưng tà kiến. Thì cái chữ câu hữu hay là tương ưng thì tôi nghĩ là chắc để lớp sau là gì, mà tạm thời nó như thế này là cái sự chi phối của cái tâm tà kiến, cái sở hữu tà kiến nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với các cái tâm sở đồng sanh khác. Và trong đó nguy hiểm nhất là nó tác động vào cái sở hữu tư, tức là cái sở hữu mà có khả năng tạo ra cái quả. Và mà chính tà kiến là cái tâm, cái yếu tố tác động vào cái sở hữu tư. Và với một người mà có tà kiến thì nó giống như là một người bị bệnh truyền nhiễm. Và khi một người bị bệnh truyền nhiễm đó, thì hầu hết trên cơ thể của họ nó là ở đâu nó cũng có vi trùng vi khuẩn đó hết, từ cái hơi thở, nước bọt hay máu. Thì Đức Phật nói là khi một người mà cái tâm, khi một người có tà kiến thì cái mỗi mỗi cái việc làm của họ, từ cái hành động hay cái lời nói hay cái ý suy nghĩ đều nhóm cái màu tà kiến đó hết. Mà đôi khi giống như là một người á, là một người đoạn kiến, tức là cho rằng là ở trên đời này không có thiện, không có ác gì hết. Và bình thường đó họ sinh hoạt á, họ nghĩ, mà đôi khi họ không có nghĩ về vấn đề đó, nhưng mà cái tư tưởng đoạn kiến á, nó âm ỉ ở trong cái trong mọi cái hành động của họ. Và nó tiềm tàng ở trong mỗi cái hành động của họ, cái không có nào mà nó nguy hiểm cho mình cái tà kiến đó. Rồi Đức Phật này còn ví dụ cái bài nãy chúng tôi đọc mấy cái chương sau, Đức Phật còn ví dụ rằng là một cái tâm tà kiến á, thì nó vừa hại cho bản thân mình, tức là nó chi phối cho cái thân khẩu ý nghiệp của mình, nó trở thành là ác nghiệp hết. Rồi đã vậy á, một người tà kiến á, nó còn ảnh hưởng cho rất là nhiều người khác, nó giống như là người bị bệnh truyền nhiễm như vậy. À, nó giống như là chúng ta đang ở cái thời kỳ dịch như vậy, một người bị bệnh á, là nó lây nhiễm cho rất là nhiều người khác. Mà nếu mà chúng ta không có bệnh á, thì mình xã hội còn có cách ly, còn tà kiến không ai cách ly hết. Họ đi họ truyền bá cái tà kiến đó cho người khác. Và Đức Phật nói rằng là một người mà tà kiến đó, và người đó có mặt ở trên đời đó, đem lại bất hạnh cho rất là nhiều người. Không có ai mà đem sự bất hạnh lại cho nhiều người bằng cho người tà kiến. Bởi vì đó, ngay cả những tên trộm cướp đó, nó chỉ có thể nó hại cái tài sản của mình, thậm chí là nó cướp đoạt mạng sống của mình chỉ có một kiếp thôi. Nhưng mà một người mà tà kiến là hại rất là nhiều người, mà không phải là hại trong một kiếp mà hại trong nhiều kiếp nữa. Và do vậy là một cái tà kiến là một điều rất là nguy hiểm. Và điều đó chính là cái lý do mà chúng ta cần phải học Phật pháp một cách rất là thận trọng là vậy. Dạ thưa sư, có một câu hỏi tiếp của đạo hữu Tấn Thiện Muri Giá. Thưa sư,
tài liệu nào để học vi diệu pháp ạ? Dạ con xin. Để tài liệu học vi diệu pháp thì nhiều lắm, mà vị Phật tử học viên này có thể tìm lên cái trang các cái trang Phật học á, về cái phần luận á, thì nhiều lắm, rất là nhiều chứ không có ít. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có cái phương tiện internet nữa, thành ra có rất là nhiều kinh sách trên cái bản điện tử có, giúp chúng ta không cần phải thỉnh sách giấy. Dạ thưa sư, có thêm một câu hỏi của đạo hữu Tâm Nguyễn. Dạ thưa sư, nếu tục sinh tâm hỷ thì tu thiền dễ hơn tập tâm tục sinh thọ xả không ạ? Dạ là câu hỏi của đạo hữu Tâm Nguyễn. Thường thường á, sau này chúng ta học quá là những người mà tất cả những cái chúng sinh đọa xứ á, thì luôn luôn tục sinh bằng cái tâm thọ xả hết. Còn mà một chúng sinh mà sinh làm người trở lên rất là cõi vui á, thì nó mới có cái hỷ và cái xả. Mà thường thường cái hỷ cái xả đó là do cái khuynh hướng hành động tạo nghiệp của mình. Ví dụ giống như là một người mà tạo bằng cái tâm thiện thọ hỷ á, là dễ dàng tạo ra cái tâm quả thọ hỷ. Mà hãy cái tâm quả thọ hỷ chính là cái tâm quả cho cái tái sinh thọ hỷ. Còn mà cái tâm thiện thọ xả nó thì do cái tâm quả thọ xả, và nó còn tùy theo cái khuynh hướng hành động. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu CMP. Dạ thưa sư, sư có thể cho con xin ví dụ để hiểu thêm về tâm tham thọ xả hợp tà và ly tà hữu trợ không ạ? Câu hỏi của đạo hữu CMP. Cái tâm tham bất ngờ đó, thì sư cũng tạm lấy cái những cái công việc sinh hoạt hàng ngày của sinh hoạt hàng ngày của chùa đó. Ví dụ giống như là đôi khi trong chùa có những chú có những chú tiểu chú giới tử như vậy đó, rồi đôi khi chư tăng cho nó cái món đồ nào đó nó rất là vui, nó bởi vì chủ đề trong cái tâm trí đơn giản của chú nghĩ rằng là mình xài đồ của chư tăng như vậy đó là mình có phước. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó không đúng. Mà có phước thì mình mới được xài đồ, chứ không phải là vì giờ dùng đồ đó mình có phước. Tại vì dùng đồ đó không khéo thì nó mang tội nữa. Đơn giản như vậy đó. Thì cái tâm tham nào mà hiểu lệch lạc á, gọi là cái tâm tham hợp tà. Mà cái tâm tham nào mà không có bị cái, không có do bị cái sự sai quấy chi phối trong đó, gọi là cái tâm tham ly tà. Thì cái hợp tà và cái ly tà nó có nhiều lắm, giống như hồi nãy cái câu chuyện mà tôi lấy cái ví dụ ở trong cái Nguyễn Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Các vị Phật tử nào mà chúng ta tìm hiểu tài liệu thì chúng ta có thể đọc cái Nguyễn Vi Diệu Pháp Nhập Môn của Ngài Á Chánh á, thì có định nghĩa rõ từng cái tâm. Cái chỗ nào mà tôi giảng ở đây không rõ thì các vị Phật tử cũng có thể tìm sách nó đọc, hoặc là các vị đọc cái khi nào tôi tìm các cái tài liệu nào mà nó dễ đọc có thể sẽ cho cái link cho các vị. Thì trong các quyển tài liệu đó nó có cho chúng ta rất là nhiều cái định nghĩa về đầy đủ về các cái loại tâm tham này. Thì tôi chỉ đơn giản là tưởng lại cái ví dụ hồi nãy mà nói về cái tượng Phật á, là do việc thấy cái tượng Phật bằng vàng. Và nếu người đó nghĩ rằng là cái việc mình trộm cắp á, là nó không có quả, không có ác nghiệp á, mà làm á, thì suy nghĩ như vậy gọi là hợp tà. Và biết rằng trộm cắp á, là có tội, nhưng mà vì thích quá vẫn làm. Cho nên cái tâm tham đó nó gọi là cái tâm tham đi tà, nó vẫn có tham nhưng mà nó không có tà kiến. Alo. Dạ, cô nói cô. Chị đang coi cái này. Dạ.
thưa sư. À, như vậy là câu hỏi hồi nãy đã xong chưa thưa sư? Dạ dạ xong rồi. Dạ. À, đạo hữu Giã Quỳ Nguyên Giang có thêm một câu hỏi nữa. Thưa sư, vậy có phải hành thiền là để không đầu tư chỗ tâm tục sinh này không ạ? Là thiền tuệ ạ? Dạ, cái mục đích của thiền tuệ chính là để không có đầu tư cái việc tái sinh. Cái đó là cái mục đích tối hậu. Còn mà cái, trong cái thời gian mà vị đó tu thiền thì nó vị đó vẫn còn tái sinh là bởi vì cái khả năng mà đoạn trừ tái sinh của vị đó nó chưa có hoàn toàn. Là do vì những cái phiền não nó còn chi phối cho nên nó vẫn còn cái khả năng tạo quả. Nó giống như mình nói là mục đích uống thuốc để mình kháng sinh thì là để mình diệt cái vi trùng nào đó trong cơ thể, nhưng mà trong khi mà mình mới uống thì nó vẫn diệt chưa hết, nó vẫn còn. Thì đối với một người tu thiền, cái tu thiền quán là mục đích đó là chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng mà trong khi mà mình chưa có chứng quả A-la-hán thì thậm chí những vị đã chứng được các cái tầng thánh đầu thì vẫn còn tái sinh, nhưng mục đích tối hậu là để không còn cái tâm tái sinh này. Và cái đó là sự cái câu trả lời do vị đạo hữu Giả Quyền Nguyên Giang. Dạ con đã thấy Giả Quyền Nguyên Giang xa thú câu trả lời của sư. Dạ thưa sư, đạo hữu cư sĩ có câu hỏi. Sư ơi, người uống rượu họ biết là không tốt nhưng vẫn uống, còn họ không làm thì tâm gì ạ? Là câu hỏi của đạo sĩ cư sĩ ạ. Con xin xuống. Người uống rượu biết là không tốt nhưng vẫn uống, còn họ không làm thì là tâm gì ạ? À, hồi nãy tôi có cái ví dụ về cái người hút thuốc hay là cái người uống rượu, thì cái việc mà tốt hay không tốt á, nó chưa phải là cái vấn đề của cái ly tà và cái hợp tà, mà tôi chỉ là cái hình ảnh ví dụ thôi. Cho nên là mình ở đây mình nói rằng là có đôi khi người biết á, mà họ vẫn có thể làm, thì nói về cái hợp tà ly tà đó là có những cái trường hợp của những người hiểu biết về lý nhân quả nhưng mà họ vẫn làm, trong cái trường hợp đó gọi là ly tà. Và cái đó không trả lời của vị Phật tử là tại vì cái câu hỏi các vị có thể là ở trên đây các vị chat với vị hỏi thôi chứ không có rõ ràng. Thì bây giờ do vị cũng đã hết cái thời gian và các vị Phật tử nào chúng ta còn câu hỏi đó, thì chúng ta có thể chúng ta gửi vào cái Facebook của chị của lớp học, và cũng có thể ngày hôm nào đó tiện giống như là chúng tôi học dạy cho các vị hết một chương hay một phẩm nào đó thì chúng tôi sẽ dành cho một ngày để cho các vị đặt cái câu hỏi, bởi vì thật ra cái diệu pháp này nó có rất rất là nhiều thứ để chúng ta tìm hiểu, mà nếu mà trả lời hết cho các vị học viên thì sợ là cũng không có đủ cái thời gian hết đấy. Do đó là nếu mà các vị có nhiều cái thắc mắc thì ta sẽ thỉnh thoảng dành một cái ngày riêng để trả lời những cái câu hỏi liên quan đến bài học. Bây giờ này thì xin kết thúc cái buổi học ở đây và chúc các vị ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cảm ơn sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ.